quá đỉnh luôn. Hiểu. Nhạc quay từ từ thôi, quay từ từ, quay chậm chậm thôi. Ngoài là giật cái chính đều rồi, chứ đừng có để yên chỗ. Cái lưng nó chạy. Cả nhà giờ bữa nay không có mật ong nên Trường sẽ quét với chưa. Dịch chín rồi mọi người ơi, con dịch trời trời trời. Ủa con dịch đâu rồi? Này con dịch đó hả? Dịch lùi tro. Dịch gì đấy xì ly với trời. Chết. Trơn thấy không? Cả nhà thấy ông nướng vậy mới có tầm cỡ. Thấy vậy chứ thịt vịt tươi lắm nha. Quá whip. À, quý nè, nhìn theo quý kìa. Cái này béo à? Cái này chấm gì ta? Nước mắm gừng. À, thưởng thức. À, Trường kêu nó làm thử, kêu ăn. Hello, xin chào tất cả quý anh chị nha. Xin chào quý cô chú anh chị. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh ẩm thực Trường Vlog. Thì ngày hôm nay Trường có con vịt với lại đãi nhà mình làm con vịt vịt quay gác bếp cả nhà ơi. Đốt đống than mình tành trà ná luôn. Để chút nữa là quay lên cả nhà. Ngủ gì hơn bịch hay là hủ? Hủ á, hủ cũng được nữa. Hủ cũng được, ngoài bịch cũng được. Bịch ngủ vô này không có nhiêu tiền đâu. Ngủ gì hơn nha, tiền giá. Đây Trường đang làm cái nước ớt vịt nè cả nhà. Cà ghé là khè đó luôn. Đây vịt nướng ngủ dư hương nha cả nhà. Không phải bờ. Ăn bờ ngủ bụi à? Ăn bờ ngủ bụi. Cũng đâu làm đó. Trời ơi, ít nước than nó cào vậy. Ít nước than lắm đó. Giờ con bỏ đi cho nó có nhịn nóng. Giờ đợi Quý Hương dừng về cái là Trường bỏ vô nữa. Có giờ hào mà không chế vậy. Này, cái nào. Hả? Ngày nào không hát hết trơn, nhức cái đầu chết luôn. Đó, chút nữa về xong cái kẹp vịt nó nướng. Đây chưa góp là đường một ngọt xíu qua vào là đường một miếng một ngọt miếng hạt nêm đi cả nhà, với lại sa tế rồi ớt xay xíu nữa cho một miếng ngũ vị hương vào nữa, ớt lên vịt nó thấm luôn. Rồi giờ là mình sẽ bắt đầu triển khai chuyển qua mình đóng cái kệ để hồi nào mình luồn cây vô vịt nướng. Ban đầu tính nướng luôn mà luôn nó nhỏ quá. Vịt quá bự. Thì muốn nướng luôn thì riêng cái lu kia ra. Rồi rồi, rồi đó mình đấm cây kéo qua đây quay. Nó kéo lên cho. Nó ngoài thấy hơi để trong luôn nó không thấy rõ. Người thì ta nói láo rồi, đổi đây đem ra cho thịt tiếp đây dục luôn. Dục. Về về bây giờ kiếm cây đóng đi, đóng ghét qua mới được. Đóng cây chém. Với lại phần để coi nghiên cứu sỏ sao đang ngồi đang lười. Sợ nghe á, sợ nghe. Quỷ vịt này bà đó bà mổ móc bà mổ. Sợ, sợ bữa hổm giống như nướng gà vậy đó. Sợ bẹ, cái này chắc phải giao lại cho Quy sợ đi. Bây giờ là đang mọi người đang tập trung vô con vịt nha cả nhà. Rồi đem lại quay. Để đang bó vịt canh hướng nướng thôi. Con vịt này ăn cho kém dữ à. Có 10 ngàn có chất kẽm à. Chút nữa nhớ tháo kẽm ra nha. Vịt này ăn có chất kẽm dữ lắm à. Phải cho em nó tung cánh như quá trời ngon vịt này bữa nay. Ủa là cần cái đây. Đây cái nữa. Vịt này ăn toàn là dây kẽm không luôn nha mọi người nha. Mở cái nó cầm quý. Ok, let's go. Rồi giờ để thử rồi. Bánh bánh than ra.
quay thử vòng coi vịt nó có nằm lệch ra cái chỗ nào không. Đó. Ok ok đó. Giật cái bụng vịt lên đi ơi. Quá đã luôn nè, trường ốp nè cả nhà. Ủa gì hương, gia vị các kiểu. Xong. Anh hai đóng thêm cái chéo lên hai, cái chéo đây hết. Hai chéo. Để cái lưu lên được rồi, không cần đóng chéo được đó. Chị, để cái lưu lại rồi. Sớm giờ nấu xài lưu mà giờ cũng phải xài nấu không? Đó. Để lên gác lên. Nghi quá tí ơi. Đó, ok. Nghi quá không đóng chéo chắc quầy chứ. Bánh nhỏ vừa kìa. Để chỗ trái vậy đi, có lấy thang bên đây nè. Bánh xích ra xíu. Bánh lửa thang ra xíu. Hai bên luôn nè. Ồ quá đã. Nướng này giống như là kiểu là vừa vịt nơi lửa một ngã nè mọi người. Không vậy đi từ từ đi. Không quá đâu, mà thiếu than vậy. Thiếu than vậy. Nếu mình đốt thêm mình mở vô nữa. Ừ. Ok. Cái này là vịt quay lưu mà quay lưu ngược. Quay lưu ngoài chứ không phải quay lưu trung trong nữa cả nhà. Bây giờ tính là nướng lưu mà cái lưu nó nhỏ quá cả nhà ơi. Giờ đóng chéo. Đó. Giờ anh Hà, giờ Mr. Hải ra tay nha cả nhà. Giờ Mr. Hải ra tay rồi. Tân mốc bữa nay nó suy dinh dưỡng cả nhà ơi. Tân mốc này nó không có tham gia chương trình. Nay còn mấy cậu cháu với lại anh em nhà chế, không? Chế. Khúc kẽm buộc chứ. Khúc kẽm buộc. Rồi ok. Chưa đâu, tắt củi. À, ngày hôm nay cái căn tròi của trường nó cũng được hoàn thiện rồi cả nhà. Đây. Thì trường mua bánh tre. Trường nhất một bên nha cả nhà nha. Thấy chưa? Đẹp ha. Đó, đây là bành tre trường dừng dắt bên, ở bên kia cũng được bên nữa rồi. Nói chung thì từ từ đang cái chòi cũng sắp vô hoàn thiện rồi cả nhà. Thấy cũng vui trong lòng. Thì ngày ít hôm nữa thì hoàn thiện xong thì trường sẽ up clip lên. Quá đã. Bên cạo than lùi lại chút xíu chia than ra đi Quy ơi. Than này nó hơi yếu than rồi. Ông nghĩ là banh ra banh đều ra. Đó, vậy là được rồi đó. Than dưới đó nhiều lắm á. Cái cắt rồi nữa. Gió thổ bển nè. Đó, vậy đó. Banh đều đều ra. Rồi. Banh đều đều à? Banh đều đều than ra. Rồi ở đây cho đốt thì cắt thêm. Đó. Quá đã luôn cả nhà ơi. Đốt chỗ này luôn nè, đang lùa xuống. Rồi quay đi. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay mặt cái đây, quay đều. Nhìn vịt ngon quá. Ôi cao. Không, chưa đâu, lưỡi thấy vậy chút nữa hạ xuống từ từ. Hạ xuống từ từ được, không sao cả. Ở nhà mình đông vui lắm nha, sáng trường đi chợ. Sáng trường đi chợ, trường vô chợ trường thấy không biết mua gì nên làm con vịt. Về ngày hôm nay nướng đãi mọi người. Ngay trường làm cameraman để cho Quy làm đầu bếp. Trời đẹp không cả nhà. Đó, nay cái trời sắp hoàn thiệt ha. Ông kia ông đóng gì đó vậy ông kia? Má gì chứ? Đang quay. Hả? Cái gì? Đang quay. Trời ơi, làm tao quay, đang quay vịt đó hả? Dữ vậy sao? Em nướng cái bụng nó trước đi Quy. Em đừng nướng lưng, cái lưng nó hồi nó cháy á. Đúng rồi, ấp cái bụng nó xuống cho nó nhanh chín. Chín ở trong nó chín ra chứ đâu phải chín ngoài chín vô đâu. Ngon. Quá ngon. Trời ơi, vàng tươi cả nhà, vịt này mỡ dữ thân mỡ à. Ngồi nó đậm với chấm chao. Ngồi nó mua chao gì chấm. À, quay đây. Trời ơi. Tưởng sao?
Trời ơi, tưởng 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 nhà thiết kế làm sao vô thiết kế chất quất luôn. Đó, được rồi đó. Bây giờ từ từ thôi. Đó, quá đẹp luôn. Ngu, đủ quay ta đây, sợ cho trên gió này, ngồi quay xuống dưới gió này. Bạn bạn thang ra, bạn thang ra, bạn thang ra. Ủa, trở cái đầu đó lại đây. Rồi quay dịch đi. Cái này là sáng kiến của nhà nông nè, cái nhà quay máy. Ghê chưa? Quá đỉnh luôn. Nhẹ quay từ từ thôi, quay từ từ, quay chậm chậm thôi. Ngoài là chín đều rồi, chứ đừng có để yên chỗ. Xuyên quay hoài chút nữa chín đều lắm. Chết nữa bà con ơi, muốn gì ơi, cả nhà ơi. Rồi phải quay đều đều vô mới. Lưỡi già quá rồi, lưỡi già. Đừng quay nữa, để trên lưng cho chút. Không, lưỡi già kìa, cái lưỡi đỏ quá kìa. Ban ra. Người ngậu bị dịch, người che nó chịu à. Cả nhà giờ bữa nay không có mật ong nên Trường sẽ quét mấy chừa tắm con dịch rồi đó cho nó lên giống như dịch quay luôn. Này đi chợ về xong cái bị háp lửa rồi, nó hay đen đen đen. Giờ tắm lại cho nó sạch lại cái dịch tắm nước dừa. Hồi nữa cái mình sẽ bỏ lên bếp cái cho nó vàng lại cả nhà. Lật lại. Giờ kiên cảm cầm luôn. Này nãy lửa nó hát quá. Cao lửa quá thì không thể đi. Mở nó chảy. Chảy mở lửa. Rồi. Nãy nướng bị lỗi à? Nướng bị lỗi sao nó bị đen rồi, lửa hơi quá rồi. Hết than rồi nó lại nướng lại y cũ. Ít than thôi, than nhiều ở ban ra để nó sát quá rồi nó đen á. Nói chung thì nó không có bị đen hay là bị khét với chú chị, tại dịch nó nãy Trường ốp á, nó có vài hột đường lên nó bị xém ngoài với chú chị. Quá rồi lửa nó áp lên lên bây giờ cháy quá, giờ không có lửa, giờ nướng đốt than lại rồi mới làm tiếp. Quay cả nhà ơi, quá ngon luôn. Quá trời nắng cả nhà ơi. Nhưng cái này hồi hết ăn luôn. Chắc dòm luôn. Quá đây. Trời nắng. Nắng hồi nắng nám luôn á. Quá trời mệt nổi. Đi qua đây coi hai ông thợ đây coi. Mặt trời chói lúc lửa than nó. Để đi qua coi hai ông thợ đây coi. Coi hai ông thợ này làm tới đâu rồi. Camera là phải đi phía sau chứ không được đi phía trước. Đi phía trước đâu phải quay ngược lại. Sao mà hai ông thợ ổn không? Giờ đang làm gì vậy? Nẹp lại chứ làm gì. Dài đúng rồi. Sao tình hình sao? Quy em hả? Đẹp không nghi mà rồi tay trái hả? Ngay luôn đó. Bông. Công trình thế kỷ luôn, từ mùng 6 Tết bữa nay là mùa tới mùng mấy Tết chưa xong nữa cả nhà. Đúng công trình thế kỷ thì chứ
đủ mạnh không? Gì? Đủ mạnh không? Thiếu mạnh cái nén hả? Đủ, còn mấy kia đủ rồi. Còn miếng nó đủ rồi đó. Thang mới được. Hả? Thang nó lên cao, làm cao. Nó cái nén nó phải thêm tấm nữa mới đủ. Con tấm nó cắt cái hết mẹ nó rồi. Thôi kệ, mà làm đỡ đi rồi khi nào ấy cần thì đi mua. Vô cây đó, vượt lá. Nói cái tiền mạnh không hết triệu bạc. Đưa cây đó, đây. Rồi, ok, vậy là cũng ổn rồi. Mua cái mành về bắt phía dưới nữa. Chắc này mấy tấm nữa? Không, ở dưới khỏi mành đâu. Này phải mấy tấm nữa? Ở dưới làm tre. Tre sao cha? Làm cái bằng tre. Mình tre gì? Nè, cái màn tre mình đang với nhau vậy nè. Ông rảnh quá, ông được, ông ngồi đó ông làm. Làm được nó dễ làm mà, cái gì đâu khó. Mà có tre để cho ông làm không ấy chứ. Ủa, bao la bình thiên. Tre của ông để ông làm công chuyện đó ông ơi. Miếng mình khi mình đốn không tre của người ta làm công chuyện nữa chứ đâu phải của mình đâu mà muốn tre cho mình đốn phá đó mà dễ gì à đó ông bán đó chứ mà anh đóng cái mặt này xuống nữa nó tối lắm sao mình tối muốn chừa cái chỗ này trống đi quay ra ngoài luôn ai mà đi đóng bít một bên thôi mày một cây mình chẻ ra được nhiều miếng mà tính đóng này xuống luôn hả anh này không tính đóng nhưng mà anh tính để coi nghiên cứu cái mua cái rèm cũng được rèm mà phải chơi rèm cây luôn nha chứ đừng chơi mấy rèm kia gì đó mình chơi đầu cây thì chơi rèm cây luôn á kiếm rèm cây á mất lắm mấy rèm nó mất cây gì mua mấy cái rèm tre đấy mất gì mua rèm cây làm chi thì cái rèm tre đó rèm như em nói vậy đó nhưng mà tao làm đẹp hết cũng giống như cái mấy cái mạnh này nè nhưng mà nó là cái rèm bằng tre chịu mấy bộ vậy không biết để coi coi nghiên cứu sao mà hình như nó không có cái khổ ngắn gì đâu nha khổ nó dài lắm dài. Khổ dài lắm nhà em có miếng khổ dài thòn à chịu sáu sao tè để coi chờ coi sao ở nhà mình xuyên nhà mình thiết kế tự thiết kế đó tốt nói chung trời bữa nay vậy là cũng thành hoàn thành rồi quý chính chị cũng ổn được miếng nào nè rồi chưa dịch nãy giờ sao rồi sắp sửa gần chín chứ chưa chín nữa hả lấy cái dao á mười cắt qua miếng nó thẻo qua miếng chắc nó cũng chín á giờ nó đen luôn cả nhà ơi không mà đen không phải là đen khét nha tại lên màu nó đen đen vậy chứ không phải là đen khét đâu nó đỏ lên dịch chín rồi mọi người ơi con dịch cả trời 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 ủa con dịch đâu rồi mày con dịch đó hả dịch lùi tro dịch gì đấy xì lì với trời chết rồi đầu bếp cái này làm cái không ổn rồi mọi người ơi đầu bếp mướn từ Ukraine dịch này chắc làm cho bao Thanh Thiên ăn nè xong rồi đó rồi lên dịch nướng đen mung đừng nhớ cho thêm miếng màu vô nha mở đèn đá lên mới thấy được con dịch nha cả nhà lấy kìm chặt hai lá kéo sắt rồi mà bấm dây thép ra trước đi đúng rồi thở điện gì vô phụ ơi trời ơi giao cho đầu bếp mười làm con vịt đen thua luôn cả nhà ơi không ổn rồi quá trời đang đói bụng nữa mà chờ con vịt từ nãy giờ 3-4 tiếng đồng hồ đứng quạt luôn rồi sao tự nhiên ra đây cũng rùi mà trong nhà cũng rùi là sao ta chắc mai mốt mua thuốc gì xịt rùi quá trời ơi bén bén ngót luôn cậu hai cái gì cũng phải từ từ nghe đó bụng cũng phải từ từ nghe cậu hai quá giòn bây giờ mình ra tay trời ơi Thanh Thiên nó lập luôn kìa mình vô đây à. À ở đây là có chao nè mắm gừng nè đó gỗ gao nè ngon quá cả nhà ơi lại không này là dịch nói chung là không phải là nó đen đâu cả nhà tại mắt thường mình thấy vậy á chứ trong cái do lên hình nó vậy chứ nó không có đen nó hơi xém xém mà da thôi tại vì nãy trường ốp nó hơi có chút xíu đường á cái ở trong nhà không biết á rồi cái rồi ông mời đồ đi bỏ lửa nó táp lên nó bị áp chút xíu ô dịch nướng hai màu
cái ngay cái lằn cây ba màu ở trong đẹp đó. Đó, vịt nướng ba màu. Trời ơi kìa, ngóc cái đầu lên chơi. Rồi mọi người ơi, thì vịt của ông Mười cũng nướng từ nãy giờ mấy tiếng hồ thì vịt đen thui tùi lùi. Trời cái lưỡi nè. Nè, lọ luôn. Không phải là đen đâu. Vậy vậy nên là nó mới ngon đó. Vậy mới ngon hả? Cái kiểu nó vậy hả? Kiểu vậy chứ nướng mà sống nhăn đem ra sao mà ăn. Bị miệng. Nó hơi bị tắt lửa túc thôi. Ok, mà. Để xác thử rồi. Nó lét thấy không? Do bị lỗi kỹ thuật. Dịch này chắc mua kem trộn cho nó sức mới được. Dịch này phải sức kem trộn nha mọi người. Thôi nãy. Đó, thì sợ. Để thử. Chứ nói không mời cho nhịn nè. Rồi ơi. Từ từ. Đó. Ủa bút rồi chiếm đi. Đó. Để cho chạy mình chạy. Mình xẻ ra thịt từ từ đó. Nó chín ra cái đầu cái này. Từ từ. Nó. Nó. Hai biết cái gì không mượn đã. Bây giờ mình làm rồi mình xong xuống đây. Cái gàn vịt à, cả nhà. Đây cái gàn vịt, để Trường cắt cái gàn vịt cho. Đó. Đốt đèn cầy hoặc là đốt đèn dầu mới tìm được con vịt nha. Vịt này vịt nướng bóng đêm. À, con vịt. Trời ơi, trời ơi nó còn chạy. Không có mà rớt được à. Dễ rớt. Ôi cái này. Ừ cái này. Ủa cái này của ai đây? Mày hả mượn? Mày hả mượn? Tính ra thấy cái đó ngon nhất luôn. Trẻ ra. Trẻ ra bể mình dầu. Ôi, vậy để nguyên cắt đi. Để vậy đi nó. Được rồi. Ôi, rồi dầu. Dầu mới đặt về cái quá dữ ha. Ôi, quá trời ngon ha. Dầu. Cạo có gì đâu. Đâu rồi, là nó bị cháy đấy, khét đâu. Tại nó bị xém cái màu rồi á. Màu nước dừa, ớt nhiễu quá, đường á. Ôi giờ nóng quá cả trời. Nóng. Rồi cái kéo con nhận nó bén, cái dao với cái kéo quá dữ. Chín trơn thấy không? Cả nhà thấy không? Nướng vậy mới có tầm cỡ. Thấy vậy chứ thịt vịt tươi lắm nha. Quá whip. À, Quý nè, nhìn theo anh Quy kìa, ta quay ta đi di chuyển sao đó, ta quay cảnh sao nhìn theo anh Quy ta đọc. Để mốt coi như không có anh Quy ở nhà phụ đang làm. Như canh anh Quy anh quay anh đi anh di chuyển cái máy á. Có thầy gì đó không chịu học quá đẹp đó, vậy đi lỡ không có mấy người này cái xong tiếp chiêu. Quá đẹp quá ngon. Ủa, vậy mình chín rồi phải đẹp chứ đó. Hai bào đứng thì nhăn chỉ vậy sao là mặt nhăn quá vậy sao lại mặt nhăn vậy hai bào đó bụng rồi nó bụng hả chờ xíu đó sắc ra đâu thấy gì đẹp có gì đâu quá tuyệt phẩm ông nướng là phải ngon thôi ngay là toàn bộ giao cho đầu bếp Mười hết đó mọi người rồi cái này mình để cho bà cố không có răng. Ở đây lấy cái cây sắt luôn. Thôi thôi. Chặt. Đặt lên đi, để giấy văn không? Không được. Quá siêu. Thấy chưa? Đấy, chặt vịt đẹp không? Siêu. Đó. Được không? Đây. Chặt cho nhanh ông ơi. Nè. Ăn giao ta giao xịn ta mới mua bên Thái về mà. Đó, mình làm kiểu gọi chơi với cả nhà với vịt nó về trống cái ức về trống mà nướng vẫn chín nè. Rồi mời mọi người cùng thử ra nha. Ngon ăn quá ngon. Ừ. Thấy không? Ừ. Quá thiệt phẩm ngon. Gia vị thì Trường ốp rồi. Nhưng mà quan trọng là cái người nướng. Nhưng mà cái người nướng này. Ừ. Đem vô cho nội ăn cơm đi. Ganh đẻn bơm nữa. Cơm đi. Ganh rồi. Rồi xong. Nói rồi. Cơm đi. Cúng kiến gì chưa? Rồi. Rượu chè gì chưa? Chưa không có lấy rượu nữa. Rồi, tôi lấy rượu luôn Quý ơi. Như lấy rượu gót ra cho người ta chứng kiến được. Rồi coi cúng rồi cho ông bà đất đai bữa nay lập cho dừng dách rồi nè. Bà gió. Đó.
lỗi quá, lỗi rồi, từ sáng giờ. Lỗi lắm hả? Bào quá rồi bào à. Ngon. Sáng giờ Trường đi lo công chuyện, rồi ở nhà thì cậu Hải với lại em Huy thì đang làm cái chòi nè, thì Trường đi ngang chợ Trường thấy được con vịt này ngon quá, cái Trường cũng thôi lỡ rồi mua con vịt này về nướng rồi mời ở nhà cả gia đình mình dùng luôn á. Thì về đây Trường ốp xương xương thôi, ốp mũi vị hương với lại hành tỏi tím ớt rồi thì ốp vô ăn thứ rồi sao, thì đây có nước chấm nè cả nhà, đây nước chấm chao nè. Quá. Wow. Ừ. Thì thôi bây giờ để Trường cũng đợi rượu rồi ra, rồi xong rồi gấp vô chén rồi cúng miếng ngay cả nhà. Tại vì mình ở đây thì mình ở đất tạm đây thì mình xin ông bà là đó thổ thần đất đai đây để mình xin mình dựng cái chòi lên mình quay vlog và ăn uống gì mình cũng cúng kiến người ta một cái. Thì để cho ông bà các cô các cậu ở đây người ta phù hộ cho mình ha quý cô chú anh chị ha. Nói chung cúng thì mình kêu thôi chứ mình cũng không có dám là gọi là chứ không có dám gọi là, không dám kiểu mà đốt nhang đốt gì á. Rồi ông ơi dẫn giùm con luôn đi, ông ơi nói giùm con luôn đi. Rồi thì mời ông bà về đây ăn cùng với con bữa cơm. Thì nay hiện làm vịt nướng lên thì nãy giờ cũng chưa là cũng phải thử coi thì sao, rồi cũng có bốc trước vậy đó. Thì mong ông bà ở đây phù hộ cho tụi con làm ăn phải mạnh tay phải chân, thì mong ông bà về ăn dùng với con bữa cơm trong đây nha. Dạ. Rồi ok thì giờ rồi ông mời cúng lộ rượu đi, đổ rượu xuống đi rồi. Chứ mình sống có kiêng có lành rồi quý chú anh chị ơi, thời buổi nay mà càng kiêng cử càng tốt. Chứ mình đâu có biết được là cái cuộc sống mình nó vô thường lắm, đâu biết là được bữa nay sống nay ngày mai mình sao đâu. Nên giờ cứ kiêng cử được cái gì kiêng cử. Sao mà ra đây rồi dữ không biết. Rồi nhập tiệc thôi. Rồi vô thôi. Rồi mời mấy ông bà về đây uống con ly rượu, ăn miếng con miếng mồi ha. Rồi. Ok. Rồi mời mọi người lên mâm. Chấm chào rồi, chia ra. Rồi vô vô mời ơi. Vô hai, mời ơi. Hai bào bào cơm trước đi. Rồi, bữa nay cũng bào trước rồi. Rồi. Rồi cái mic để nói chuyện chơi. Từ sáng giờ đói thì nó phải ăn như sao. Bây giờ Trường sẽ trang miếng nước này vô trước nha cả nhà. Mời cả nhà chứ. Wow, chấm chào đã quá. Mời cả nhà nha. Ngồi đi. Vịt nướng này, nói chung thì Trường ốp xương xương thôi mọi người. Ăn ớt đi. Bước rồi. Ngon. Rồi gắp máy đi để khỏi ăn nữa. Số 1, số 1. Gắp máy mà ăn luôn rồi. Trời ơi. Thấy mình bào cơm quá rượu luôn. Vô. Vô. Cái hoàn toàn thấy không? Cái nào vẫn là ngon, nó không có đỏ, không có gì ha, không có tụ máu luôn ha bà con. Cả nhà đó. Sau này mai mốt có nướng kêu mà mười mười quế vậy? Mười quế nướng dùm cho cũng thức luôn. Ông ngoại nãy ông kêu ngoại ra ngồi ăn nướng chung đi. Trời ơi, đưa ổng nướng cái là bắt mất công hay đốt đèn mới tìm thấy con vịt đó mọi người. Rất ngon nha. Cái này là biết sao, cái này là cái phổi, nó bị đỏ là cái phổi nha. Nãy bữa giờ tao móc phổi ta. Nãy móc phổi chưa sạch. Cái này lý do kỹ thuật. Đó. Tính ra mình ốp xương xương gì mà ngon quá. Ngon quá. Cái chè mình chẹp á. Bây giờ mình chấm cái này giờ trước tiên nãy mình làm cũng hơi cực thôi, giờ mình lựa cái nào mà cho nó phù hợp với mình cái cho nó được được chứ. Này đi. Chấm vô. Đó. Bây giờ chào ơi, làm ngon chào quá. Miếng rồi hả mẹ chứ. Miếng cà. Cà nâu, miếng dưa leo. Này phải thêm ký thịt cháy nữa. Nướng vô.
ngon ngon. Mà mới uống rượu rồi chưa có vô mồi chưa ngon sao ngon, cũng phải trái lại ngon. Chưa ăn nước rồi miếng nào hỏi ngon ngon hả? Dạ chưa ngon thì bông chào á. Ngon quá. Đã. Quá ngon. Được. Nó mỗi ngày làm vậy chắc được ta. Được được. Quá đã cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Đồ ăn vịt nhớ mỗi ngày. Con ăn vịt mỗi ngày không? Con làm không ăn? Ăn gì nổi. Tại mình nói vậy thôi. Nhớ lắm quá. Nói kiểu nổ nổ vậy. Như đây ăn còn không hết, chắc hai cục là thấy thua rồi đó. Rồi. Đó đã. Ý là ốc xương xương đó, chủ yếu mình chấm chao. Ngon trọng là nước chấm chao à. Nước chao ngon. Hồi nãy ai chắc cãi Huy, nãy nó rồi. Sao rồi? Cái này nè là ăn ta hồi. Nè, cái này nè, vịt nướng. Sao? Chấm chao. Ừ. Nó là đúng sắc dở luôn, với cà chua dưa leo là cũng không trúng nữa. Cái nào? Cái cà này nè. Cà tím hả? Cà tím, cà nâu này nè. Nó cà không giặt á. Nó đúng như vậy. Sao không biết hết là không đúng sắc dở sao nghe coi. Cũng như vịt nướng này nè là mình gọt cái cà đó là nó mới với chấm chao á là ăn là nó mới ngon, nó mới trúng sách. Chứ còn như cà chua xà lách này là không có đúng. Vậy yeah. Thì nó không đúng tại mình làm cho nhiều thôi chứ ăn cái này là này nè mới nói đúng sách vở nữa nè. Phải ăn tạm giặt mới ngon phải không? Giờ làm cái nữa nè, coi nó thử nó ngon cỡ nào nè. Rồi. Quá đã hả? Quý ai ăn em đi. Để má không được vậy? Thôi. Hai bà làm sao nó không nói gì vậy? Cái gì? Công nhận. Nhận. Cho nước vô. Trời quá cho nước vô. Con nhận cái cà nâu sắc mỏng mỏng chấm chao ăn ngon quá. Ăn cà tím sống ngon không? Ngon. Đâu để cho cameraman này tắt nhiệt thử coi Quy. Tắt nhiệt khúc sau thử coi cho Quy vô ăn coi. Quy. Ăn Quy vô ăn. Mình phải coi lấy chạy quanh chế vô quay cho mọi người nha. Ăn thì ở ngoài ăn sao hai bà thấy gầu quá trời đó. Ừ. Hai bà này sao bữa nay kỳ vậy? Lên thì lên. Của em đó hả? Có gì đâu, vui mà. Quay thì lên ăn trong gia đình thôi chứ có ai đâu mà sợ gì không biết. Rồi lấy hoa hồng cũng áo luôn rồi. Ăn hoa hồng luôn coi. Không, má tỉ mỉ ngồi má cái em mới làm con. Rồi mặn luôn, rồi mặn luôn. Mặn lắm à. Đây, Quy mời mọi người nha. Cái này là vịt gì tía? Vịt nướng bao thanh thiên. Tôi biết vịt lùi trốn. Vịt bao hắc tử. Bây giờ biết cái vịt gì không biết. Bây giờ mình chặt ra mình ăn là mình nói là vịt nướng, vịt chín. Chín rồi ăn à? Đó. Rồi tới luôn. Nướng hồi 3 giờ bây giờ tới phát thanh lên luôn. Đó, nướng mà kiểu mày gia vị vậy mà cũng ngon phết nha. Vô cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Vô. Quá là tuyệt phẩm. Chấm chào nhức đất luôn. Nhức bật. Chắc má cho mình thuốc. Thuốc nhức đất, nhức đất xong á. Không rồi, má mua thuốc mới lại dành tặng cho ai mà bị nhức nách thì má trúng đều. Ê, ngon à, nhưng sống đâu quên. Chín rồi. Chín chưa? Nó nằm trên cái mâm vậy, sống gì nữa. Lại. Quá ngọt ha. Sống chín thì vô trong bụng nó cũng tự xử lý hết à. Có gì thì trọng nó tự lo. Thôi, kèm gạo vô cả nhà ơi. Cái kém này của ai? Cắn miếng ớt rồi vô, cắn ớt là miếng cà nha. Miếng cà, cà không giặt ha.
ngon. Cần không nha. Múc rồi tính xí giờ cũng múc nữa. Quá ngon. Quy nó cảm giác không? Cảm giác là cái gì? Tím không? Nè. Vô. Quá đã. Ủa cái ly nước đá nó tiêu quý. Mời mọi người nha. Đầu tiên ai cầm vô rồi. Rồi. Ai cầm vô rồi. Tần mốc bữa nay đó cứ bệnh làm cho nó ăn nó bệnh hoài. Đây lấy cho gì chị nó mời ngoài ấy nè. Mời ngoài cái lù đó làm cái mình mua gì luôn. Đủ, đủ mà cổng kênh cũng dưới cần vàng được rồi. Không phải là gạch đấy nữa. Chứ vậy? Anh ăn cơm nè. Nói ăn cơm chưa quý? Chơi hàng gà vậy? Ăn cơm chưa? Đưa cho má mà tự nhiên má bán cái vào đây. Má uống được cái mặt. Ở trường kêu nó làm thử, kêu ăn không chấm chấm. Ấy. Tim, không? Không ăn tim. Ăn gan cho lớn gan chứ không ăn tim. Ừ. Ở cái phố cầu cậu đâu? Đó à? Gà không? Đâu? Gà ăn thường. Cái phu cầu của tôi đâu rồi? Ở phu cầu nãy giờ trẻ ra rồi. Rồi, đâu trẻ không? Ông trẻ rồi. Nãy trẻ rồi. Cũng trẻ ra làm hai rồi. Nãy nằm bên đây. Ăn đi ha. Quá trời rồi. Dịch nè. Còn đùi nè. Quý. Quý cái đằng đi. Cái gì cũng quý không? Chắc mời mốt chắc thôi. Quay rồi, chạy nhau thịt này, cái là quý lên. Ai thích đậu đậu à. Ừ, chào ngon quá. Cắn cái hồ cầu nó chảy mỡ luôn trời. Cắn hồ cầu chảy mỡ luôn à? Chảy mỡ. Dạ rồi, giờ Trường và Quy sẽ xin chào hẹn gặp lại mọi người nha. Căng bụng cả nhà ơi. Ngon quá. Bye bye cả nhà. Dạ dạ dạ, chiến vàng, chiến vàng cắn cái cổ. Chiến vàng cắn cái cổ đâu. À, đổi cha đó, chiến vàng. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.